Xin chào cả nhà. Trưa ngày hôm nay là hai cha con phụ mẹ để nấu chè. Định là nấu chè trôi nước đó cả nhà. Cho nên là giờ cha đang lột dừa nguyên ra đây nguyên phụ nè. Thì ngày mai tôi để vô sinh tố, tôi cột sinh tố ạ. Thì cột cái đống đó thì bởi vậy dư càng tốt có gì đâu. Mới nào tính 4 trái giờ ra 9 trái hả? Quá trời quá đất luôn. Qua trời nhà chứ dừa. Nhà chứ dừa mọi người ơi. Quá trời dừa luôn rồi. Dừa đã luôn á. Lớp ăn lớp bán. Chuối chim cũng cả đống luôn. Giờ không có thôi, giờ có 5 cháu hoài luôn. Già hoài nào hoài nấy chục mười mấy nãy không. Ăn gì cho hết. Lá dứa mẹ trồng đây nè cả nhà. Đó. Giờ Quân xuống Quân cắt cái cây đó nha. Cây này nè. Ui má mẹ ơi. Chạy chạy nha anh, mưa tới rồi. Gà đúng rồi, giúp đỡ gà, giúp đỡ. Cái mọng nè, ôi mọng nó ngon quá. Được 4 cái mọng. Làm tem, cha ăn thử cha. Cha mà, cha ăn miếng đi. Ngọt lắm á. Nhỏ nhỏ chứ ngon. Sụp sụp. Ngọt ha. Tôi hưởng mấy cái mọng dừa. Ngọt ngay luôn. Mọng dừa càng lớn ăn càng dở. Ngon quá. Ăn xong nạo dừa. Cái này là lá cẩm nè cả nhà. Hôm qua Quyên mua chứ nhà không có trồng. Lần đầu Quyên sử dụng lá cẩm này trong nấu ăn luôn á. Cũng mới thấy nó luôn. Giờ mình sẽ cắt nó ra để mình nấu nước nha. Rồi, giờ mình hạ lửa thiệt nhỏ luôn. Cái này có hơi ít nước không cả nhà ơi? Nãy mẹ nấu riêng nó làm màu cho đặc thiệt đặc á. Chứ để trộn vô bột nó lỏng bột. Quyên đã nấu được 20 phút và cái nước nó quế quẹo luôn. Có một chút xíu nước là nó khô nữa. Nó bốc hơi hết rồi. Chạy đi. Làm cho đặc đặc luôn. Được một tô nước 200g lá. Rửa đậu mà, đãi đậu mà. Đãi cho nó rõ nước. Rồi, đem vô. Mới vừa mua xong rồi cả nhà. Đó hồi nãy hai cha con lột dừa mà kéo nhau chạy đó. Là mới vừa mua xong luôn á. Bây giờ mua nữa không cha? Mua nữa không? Không. Vậy thì thôi mình nấu ngoài bếp củi.
chứ nguyên tưởng đâu ví dụ mua nữa thì thôi mình vô trong bếp khè mình nấu. Vậy nấu bếp củi ăn cha. Dạ thôi con nhúm cho. Rồi thôi mình đi nhúm lửa cái nhảy. Bỏ nước cốt vô nấu nè. Bỏ nước cốt vô nấu nè. Đó giờ con không biết nấu này. Thì nấu có gì đâu. Về cái con phả bằng mặt đậu xuống. Rồi mình dắt nước cốt vô. Phả bằng dắt nước cốt là xong. Nhưng mình để tí muối. Cho nước sôi vô nè. Nước sôi vô. Dắt nó mới ra nước cốt hết. Mấy cái lá dứa hồi nãy Quyên cắt á. Mẹ nấu cơm nếp ăn ăn với chè. Cho nước cốt hồi nãy dư vô. Mẹ xin của mình một màu lá cẩm bỏ vô. Giờ Quyên sẽ dắt nha. Bột hồi sáng mẹ xay là trước đó ngâm mấy ngày rồi cả nhà? Hai ngày hai đêm. Một cục bột trắng nè, màu Quyên làm nè. Ồ, mình định làm thêm màu gốc nữa mà mẹ không cho, buồn ghê. Mình đậu thục ngon hết sức. Mấy anh em ra gốc dừa, trái dừa ăn. Cái dừa này nè cả nhà, sai trái quá trời luôn. Ngon không này? Cây này ngon hơn cây bữa. Ngon cây tơ cháu hả? Cây này cũng là cây tơ nữa cái nhà. Dạ. Mà là nước nó ngọt hơn. Dạ. Ngon. Cái cỡ vậy ăn ngon nè. Màu trắng này nè. Hồi nó bị lam à. Màu trắng xanh. Hay là con cắt ở dưới nó non quá cho nên nó không có màu. Ngọt quá. Vô. Rồi, giờ ra đậu nè. Giờ đánh đường nè, đánh đường với muối vô nè. Bây giờ mẹ để đường cát vô rồi, rồi để nước vô rồi, quậy cho tan. Lát giò chè, cái nước sôi lên để vô. Một tí đường. Một tí đường. Thêm xíu muối thôi. Vừa đậu kỳ thân nha. Mẹ làm cái trắng. Quyên thì làm. Lúc nào nó cũng phải có cái gù đây, đặng mình ngắt nha con. Rồi đưa toàn lên. Hay là bớt vậy cho nó không bỏng với chè. Được tay rồi Quyên ơi. Được. Quyên khỏi ngắt luôn. Ê, khỏi ngắt à? Không có. Ủa, Quyên khỏi... gù đây. Bơm lên, Quyên khỏi ngắt. Ôi, kỳ á mẹ. Vừa chiếm mí luôn. Được không? Giỏi, chè tròn đẹp là sao này, xinh con đẹp nè.
ở bên Hàn Quốc là có cái câu vậy nè. Giò thiệt là tròn luôn. Em sẽ làm một cục của em. Bao nhiêu bề mặt thôi. Làm viên nhỏ hả? Dạ, nhỏ em này nè. Làm gì đẹp lắm đi. Lũng chấm lát giò sao nha. Cái này có nhân đàng hoàng luôn. Còn lũng chấm lát giò sao. Làm một viên nhỏ. Giờ chuyên nghiệp rồi cả nhà ơi. Vô. Gói lại. Vừa đúng không? Rồi bây giờ nè, mẹ nói là vứt đít nè. Đó, bỏ, quá lộn. Tan tan. Này luộc lâu mà. Mau. Rồi, vậy là hoàn thành. Xong cái nồi chè đó cả nhà. Cũng được quá ha. Cái này là cơm nếp nấu lá cẩm. Một lát mình ăn chung với cái này nè. Với chè. Chè nha, mời cả gia đình ăn chè nha. Vô ra đây tôi múc cho ăn tước con. Mẹ múc cho cha viên của con làm chứ. Trời đất ơi. Viên của con gái ông làm nè, chùm chùm rồi. Bí mật. Chè ăn thử đi. Nó như chè cho bán ngoài chợ nó thích vậy đó. Ngon lắm. Nước rồi anh ăn thử rồi sao? Cũng có nhân mà. Có nhân, con làm nhân luôn. Nóng lắm rồi. Dạ. Quyền mới nấu chè mà bắt nhân bắt bột cũng ngon hết sức rồi nè. Vừa bột vừa nhân nè. Dạ. Bắt rồi nè. Bắn cục xoài vô. Ngon không? Ngon. Mấy viên chè này gọn gọn á. Mình ăn không có ngán rồi. Con cảm giác vậy á, chứ giò viên bự quá ăn ngán. Nhưng theo mẹ nó dẻo quá. Dạ. Chị ơi, múc lên giò lưng cái nồi luôn rồi. Còn nhiều bột lắm, có gì á thì mình nấu nữa cả nha. Đây mấy cái viên của con nè cha. Gọt cái nhỏ nhỏ nữa. Nhỏ xíu luôn nè. Nè cả nhà. Nhưng mà nó cô thấy nó dẹp dẹp sớm mẹ. Nó không tròn hết. Nãy giờ tròn vo luôn á. Tại nó còn nắm nè. Nó còn nắm nó nhão rồi đó. Ăn cái này. Thật sức của con ăn có mấy viên mới vừa.
chắc cỡ ba ống viên. Yếu hả? Yếu hả? Bao nhiêu yếu hả? Sao nó có người đâu ăn gì đâu, chè này ăn 40 viên nè. Ủa, ăn nhỏ trời. Gì sao ăn dữ vậy? Ừ. Rồi sắp nấu nhau là thì ăn là 40 viên nó mới dữ. Dẻo quá đâu. Dẻo. Vừa nhân vừa nếp hả? Mà hôm nay là thiếu thiếu ấy đó cha, thiếu đậu phộng đó cha. Quên, sáng quên đó nha. Rồi cái hồi nãy nhớ ra thì trời mưa rồi. Ngon không? Dạ. Hai ăn chung đi. Xôi đi. Dạ. Nãy giờ em ăn hai viên rồi đó. Hai viên của em nè, nhỏ nhỏ. Cho ba viên này. Dạ. Ba viên với mấy viên lụm chụm nữa. Ngọt quá. Em thấy rồi cái này ngọt ít đó chứ. Nhưng mà ăn không thích ngọt. Dạ. Mà chè rất là ngọt. Mà mẹ nấu này là em thấy là ngọt nhưng mà so với người ta là nó ít ngọt hơn rồi đó. Đúng rồi. Cái viên đá cẩm. Nè, viên này của em làm nè. Này luôn. Cho thêm miếng nước luôn. Quá dẻo luôn, nếp quá dẻo luôn. Dạ, nếp dẻo. Cái này còn nóng rồi, nó chưa nó dẻo, nó nhắm nó mềm ghê quá. Dạ. Con cũng mới đầu thấy ủa chè này nó phải nó cứng. Dạ nó cứng cứng mà nó tròn chứ còn của con giò tròn giờ nhịp lép hết trơn. Nó còn nóng mà. Dạ hả? Vậy là chiều mình ăn thử một lần nữa nha. Nó nguội bắt đầu nó. Dạ. Cái nhà ơi, ăn chè xong rồi bây giờ Nguyên tiếp tục làm nữa nè. Nguyên rất là thích nắng chè luôn. Giờ mình thấy là mấy cái viên nhỏ 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 ăn rất là gọn, nó ngon sao. Nó cũng như viên bự thôi nhưng mà Nguyên thích ăn vậy hơn, cho nên là mẹ nói thôi vậy thì cứ làm thêm nồi nữa đi rồi để dành ngày mai ăn. Xong nồi chè rồi đó cả nhà. Cái này để nó nguội nguội lại rồi Nguyên đậy lại xong rồi để sáng ngày mai ăn. Bên cái thau này là của mẹ nè, viên bự hơn. Còn bên này của Nguyên thì viên nhỏ hơn. Xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay bộ ba cha Út với Nguyên tiếp tục đi tập thể dục buổi sáng. Về ăn chè chơi. Mấy con chè không qua con nhỏ. Con nhỏ thêm một nồi luôn. Trời. Viên nhỏ nhỏ không à. Ăn gọn lắm. Giờ đó nó hơi cứng cứng, hôm qua mới ăn nóng nó nhão. Nó nhẹp hết mấy viên chè. Mấy viên mà Nguyên giọt rất là tròn luôn mà tự nhiên vô hơi nhẹp lép à. Tới rồi. Quá khỏe luôn, mẹ thức kìa. Chào mẹ. Có chăng nghĩ mệt chút cả nhà mình ăn sáng bằng chè trôi nước nha. Đổ mồ hôi luôn. Bây giờ thì cha mình sẽ ăn sáng nha. Ăn sáng để đi làm. Ăn chè. Thường thường ăn sáng người ta ăn hủ tiếu, cháo, đồ này nọ ăn sáng mà ăn chè. Còn bài ra ăn sáng của này cũng nhặt đây. Bây giờ mình làm độc lạ đi chứ. Chứ con gái làm nguyên một nồi luôn mà. Con nấu một nồi. Này Nguyên ăn 2 viên. Cha ăn 5 viên. Nguội bắt đầu nó hơi cứng cứng rồi, dẻo dẻo rồi nè. Dạ. Hôm qua mình ăn nó mềm quá trời hằng. Con ăn cái vỏ thấy nó mềm quá. Bây giờ con thấy dẻo dẻo rồi nè.
dẻo lại ăn ngon hơn hay là nóng ăn ngon cho? Nó dẻo à? Ăn đều. Con khoái gì ngọn gọn à chơi? Ừ, đúng rồi. Mà làm đám mình làm như ngọn gọn thì không có được nha. Gọn người ta lá bình hà tiên. Ta nói mình kia bo. Làm viên chạy chạy gì dễ ăn hơn. Dạ. Mà con thấy chứ ví dụ mình làm đám mình dò viên gọn gọn á, mình cho người ta nhiều nhiều lên chút. Ừ. Một người ăn 2-3 viên, 4-5 viên cũng được. Còn bự quá ăn viên thấy ngán. Mà cả nhà ăn sáng nha cả nhà. Nay ăn sáng độc lạ chút. Ăn sáng vậy cha đi làm nổi không? Được mà. Đẹp. Ủa hết rồi luôn. Dạ. Yeah. Hết này chắc no tới chiều. Cha. Còn nhiều lắm, ngày mai ăn sáng kiểu này nữa nha. Thôi. Tha cha đi. Chứ sáng mà chú ăn gì con nấu nè. Ăn nè không chịu làm sao? Chứ có cháu hầm tiếu rồi chứ. Ăn này làm bạn bữa thôi ha. Rồi thì thôi tới đây á, gia đình Nguyên xin kết thúc video nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye. Bye.